Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, mỗi tôn giáo vì muốn lớn mạnh ở từng quốc gia thì họ phải tự điều chỉnh, hòa nhập vào dân tộc đó. Ở Việt Nam, các tôn giáo đều tự xác định đồng hành cùng dân tộc mới tồn sinh và phát triển được. Tuy nhiên, cũng có tôn giáo tự cho mình cái quyền đứng trên dân tộc. Điều đó chỉ có thể phương hại đến quá trình tồn tại của chính tôn giáo đó mà thôi. Bởi Việt Nam là dân tộc có trước tôn giáo từ nhiều nghìn năm, các tôn giáo đều du nhập từ ngoài vào, nên cái gốc chưa bao giờ cắm sâu vào lòng dân tộc cả. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Công giáo Việt Nam đang tự hủy hoại mình vì Covid của Lê Thanh Minh. Mỗi tôn giáo vì muốn lớn mạnh ở từng quốc gia thì họ phải tự điều chỉnh hòa nhập vào dân tộc đó. Ở Việt Nam, các tôn giáo đều tự xác định đồng hành cùng dân tộc mới tồn sinh và phát triển được. Tuy nhiên, cũng có tôn giáo tự cho mình cái quyền đứng trên dân tộc. Điều đó chỉ có thể phương hại đến quá trình tồn tại của chính tôn giáo đó mà thôi. Bởi Việt Nam là dân tộc có trước tôn giáo từ nhiều nghìn năm, các tôn giáo đều du nhập từ ngoài vào, nên cái gốc chưa bao giờ cắm sâu vào lòng dân tộc cả. Hãy luôn ghi nhớ điều đó. Trong đại dịch Covid tấn công nhân loại, các tôn giáo, nhất là công giáo ở các quốc gia khác có cách điều chỉnh hình thức hoạt động, phối hợp với chính quyền sở tại để phòng chống Covid. Bởi họ hiểu, Chúa toàn năng nhưng Chúa ở rất xa, sự mầu nhiệm của Chúa không có hiệu lực với Covid. Còn ở Việt Nam thì sao? Giáo xứ ở một Hà Tĩnh thì lợi dụng Covid để huy động giáo dân chiếm đất trái phép. Giáo xứ ở Mỹ Khánh, ở Nghệ An thì cứ tập trung con chiên không khẩu trang làm lễ, linh mục nam thì lợi dụng Covid để chống phá chính quyền. Ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội thì tổ chức lễ tên linh mục Trịnh Ngọc Hiền để trắng trợn giao giảng nói xấu, xuyên tạc chính quyền trong phòng chống Covid, kích động con chiên chống lại công tác phòng chống Covid của nhà nước. Nhiều giáo xứ khác thì xem thường hiểm họa Covid, đó là những hành động ngu ngốc. Những hành động ấy xem thường đạo lý, dẫm đạp lên ý Chúa, xé toạc giáo lý của tôn giáo, là thể hiện cuồng vọng của quỷ Satan. Cũng chính hành động ấy của một số đệ tử của Chúa đang làm cho công giáo dần xa rời con người, làm lung lay cái gốc của tôn giáo trong lòng dân tộc. Bởi nếu con chiên khi đã bị nhiễm bệnh, cầu Chúa mà không khỏi được, thì bệnh niềm tin vào Chúa sẽ bị lung lay, vơi cạn. Và đặc biệt, nếu công giáo trở thành nguyên nhân lây nhiễm cộng đồng, thì sẽ tạo ra sự cuồng nộ của xã hội, của người dân. Đến lúc đó, Chúa cũng không cứu được cái tôn giáo của mình. Hãy khôn ngoan để biết rằng Vatican không cứu được hơn 30 linh mục đã chết vì Covid. Giáo hoàng cũng không cứu được con chiên. Chúa cũng không cứu được nước Ý.